Nguyễn Minh Triết, người con út của cựu thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, vừa tái đắc cử vào ban bí thư Trung ương Đoàn, cơ quan lãnh đạo tối cao của Đoàn Thanh niên Cộng sản hôm 15 tháng 12. Ở tuổi 34, ông Triết hiện là bí thư Trung ương Đoàn trẻ nhất. Ông đã leo lên đến vị trí này hồi tháng 10 năm 2021 và đồng thời cũng là chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trong cùng năm. Nhiều khả năng ông sẽ lên làm bí thư thứ nhất của cơ quan này ở kỳ đại hội tiếp theo vào năm 2027. Đoàn Thanh niên Cộng sản là cái nôi bồi dưỡng để chuẩn bị lớp lãnh đạo kế cận của Đảng Cộng sản Việt Nam, với các thành viên trong độ tuổi 20, 30 và 40. Anh trai ông Triết, Nguyễn Thanh Nghị, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Xây dựng. Trước đó, ông Nghị có thời gian làm bí thư tỉnh ủy ở quê nhà là tỉnh Kiên Giang. Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ba người con. Ngoài hai người con trai, ông còn có một người con gái nữa là Nguyễn Thanh Phượng, không đi vào con đường chính trị mà dẫn thân kinh doanh. Ông Dũng về hưu hồi năm 2016 sau hai nhiệm kỳ làm thủ tướng, mà khi đó tình trạng tham nhũng và lợi ích nhóm ở Việt Nam tràn lan. Ông đã từng bị Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra Trung ương đảng để đề nghị kỷ luật, nhưng bất thành.